Sông Hồng bắt nguồn từ dãy núi Ai Lão Sơn thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khi chảy vào lãnh thổ Việt Nam, nó đi qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình, rồi đổ ra biển. Sông Hồng là minh chứng cho biết bao thăng trầm của lịch sử, bao sức tàn phá của giặc ngoại xâm. Nhân dân ta với tinh thần bất khuất đã kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình. Trong đó có lưu vực sông Hồng yêu quý với những chiến công vô cùng mãnh liệt, vang dội núi sông. Sông Hồng ở Hà Nội hôm nay với những cây cầu lớn bắc qua như cầu Long Biên, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và còn những cây cầu nữa đang xây dựng sẽ như những cánh tay vươn dài nối liền hai bờ Nam Bắc của thủ đô ngàn năm văn hiến đang trên đà phát triển. Thủ đô vẫn rực rỡ và hoa lệ theo dòng chảy của thời gian, nhưng ẩn sâu trong sự sôi động nhộn nhịp của phố phường là không gian sống chật hẹp, tù túng, hối hả và bon chen. Có bao giờ bạn mơ ước về một chốn an cư thanh bình trong lòng Hà Nội với chim muông bình yên thức giấc để an nhiên ùa về trong từng hơi thở và sức khỏe thịnh vượng, tình yêu sẽ hiện trong mỗi tổ ấm. Cách quốc lộ 5 chỉ 5 phút di chuyển, trung tâm thương mại văn phòng cho thuê căn hộ biệt thự liền kề PHC Complex tọa lạc tại đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, sát Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, sân golf Long Biên. Từ dự án chỉ mất 5 phút qua cầu Trương Dương hoặc Long Biên để đi vào phố cổ. PHC Complex được xem là vị trí đẹp nhất Hà Nội về phương diện phong thủy. Với địa thế vàng, phong thủy vượng khí, PHC Complex hứa hẹn sẽ là biểu tượng kiến trúc hội tụ văn hóa ngàn đời của thủ đô Hà Nội. PHC Complex là tổ hợp nhà ở chung cư kết hợp với dịch vụ thương mại cao cấp, gồm một tòa chung cư cùng hàng chục căn biệt thự liền kề, mở ra một cuộc sống trọn vẹn. Thiết kế PHC Complex mang đậm phong cách châu Âu, nét tinh tế và nét cổ điển lãng mạn được thể hiện qua từng chi tiết, qua sự thống nhất đồng đều giữa các không gian. Thiết kế tân cổ điển sang trọng cùng với lối sắp đặt tinh tế là điểm nhấn cho mỗi căn hộ tại PHC Complex. Không gian tận dụng tối đa nắng, gió, khí trời, nội thất tiện nghi tinh tế hướng ra sông Hồng hoài niệm. Cùng với đó là sự tinh tế linh hoạt trong thiết kế giúp chủ nhân có thể thỏa thích sáng tạo không gian nội thất phù hợp với nhu cầu của từng gia đình. Với PHC Complex, chúng tôi kiến tạo nên những trải nghiệm hạnh phúc, nuôi dưỡng những giá trị vẹn nguyên và trường tồn trong mỗi gia đình yêu thương. Hàng chục dịch vụ tiện ích cao cấp tại đây luôn sẵn sàng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời của chuẩn mực sống thượng lưu, thỏa sức mua sắm, vui chơi. Khu phố mua sắm nhộn nhịp với loại hình nhà shop house là một trong những điểm hấp dẫn của dự án, vừa cung cấp thêm loại hình dịch vụ của cư dân, vừa mang đến môi trường kinh doanh năng động. Bên cạnh đó, cư dân còn được tận hưởng các tiện ích như rèn luyện sức khỏe tại phòng tập gym hiện đại, thư giãn với những liệu trình spa chuyên sâu sau ngày dài bận rộn, hay đơn giản dành trọn khoảnh khắc nghỉ ngơi bên các thiên thần nhỏ trong khu vui chơi trẻ em, và còn rất nhiều những điều tuyệt vời khác nữa. Hạnh phúc đong đầy trong những khoảnh khắc sum vầy ngập tràn cảm xúc. Yêu thương hình thành trong những phút giây bất tận của niềm vui, tiếng cười. Lắng đọng phù sa, tinh hoa hội tụ. PHC Complex.